Rồi, siêu tuyệt vời. Hiền cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Hiền xin được gửi lời chào tất cả các anh chị đang theo dõi cái buổi livestream Zoom ngày hôm nay của Hiền ngày hôm nay ạ. Dạ rồi, siêu tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà mình ha. Rồi, tuyệt vời quá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ngày thứ tư đúng không ạ? Ngày hôm qua thì chúng ta đã đi qua ngày thứ ba, đó là mối quan hệ nhiệm màu rồi. Tuyệt vời ha, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Ngày hôm qua thì Hiền đã cùng anh chị mình mới đi qua cái phương pháp thực hiện mối quan hệ nhiệm màu anh chị nha. Và đây là cái phương pháp mà giúp cho anh chị có thể hòa hợp được mối quan hệ. Đây là bí kíp đó. Để giúp cho mình thứ nhất là vừa có cuộc sống vui vẻ này, hạnh phúc này, giúp cho mình luôn thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cuộc đời của mình, cũng như là giúp cho mình có thể là hòa hợp được những cái mối quan hệ xung quanh bằng cái việc đó là mình sẽ tập trung vào những cái điểm mạnh, những cái điểm tốt đẹp ở mối quan hệ đó và mình biết ơn anh chị nha. Yes. Chứ bây giờ mình không có tập trung vào những cái điều chưa tốt rồi mình lại đi hay xăm soi, mình chê trách rồi là mình bắt người này bắt người kia thay đổi hay là mình nói những cái điều nó không được tích cực ấy, thì những cái điều đó nó sẽ thể hiện ra cái việc là mình không có biết ơn và mình không có trân trọng những gì mình đang có. Nên là nếu như mình không không có biết ơn những cái mối quan hệ của mình ý, thì sao ạ? Thì vũ trụ sẽ lấy lại để ban tặng cho cái người mà họ biết trân trọng hơn. Nên là sẽ có một cái câu đó là, có cái câu nói mà chúng ta hay được nghe đó là khi mà mình có mà mình không trân trọng thì khi mất đi đừng có hối tiếc là như vậy đó ạ. Yes. Những cái mối quan hệ xung quanh là để yêu thương nha anh chị. Chỉ cần anh chị thay đổi cái thói quen khi mà mình nhìn vào người khác ấy, mình thấy điểm tốt ở họ và mình biết ơn thôi thì tự nhiên là cuộc sống của mình ấy cũng trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều anh chị ạ. Và hôm qua thì có anh chị nào mình bắt đầu rèn luyện chưa ạ? Có anh chị nào ngày hôm qua mình bắt đầu rèn luyện chưa ạ? Yes. Anh chị nào ngày hôm qua mình đã bắt đầu rèn luyện rồi thì mình có thể comment tô giúp Hiền được không ạ? Rồi ha. Anh chị nhớ là mình sẽ rèn luyện kỷ luật liên tục nha anh chị nhé. Bởi vì chỉ có kỷ luật thì chúng ta mới có thể là được kết quả thôi. Còn nếu chúng ta không ứng dụng ấy, mình nghe thấy hay nhưng mà mình không có ứng dụng ấy thì nó cũng không có kết quả đâu anh chị nhé. Cái này là mình phải rèn luyện mỗi ngày nha anh chị. Chứ không phải là mình chỉ làm một lần thôi đâu. Làm một lần rồi thôi là không có kết quả đâu anh chị. Nhiều khi ấy, là mình cứ quay cuồng với bộn bề cuộc sống ấy, nên là mình không có nhớ. Nên thành ra là mình cũng nhắc nhở mình bằng cách là anh chị có thể viết một cái tờ giấy mình dán ở những cái nơi mình hay thường nhìn thấy nhất ấy, để mà mình nhớ mình ứng dụng cái mối quan hệ nhiệm màu này anh chị nhé. Bởi vì nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nó sẽ giúp cho những mối quan hệ của mình ấy nó sẽ hòa hợp hơn và nó hạnh phúc hơn rất là nhiều anh chị ạ. Khi mà anh chị ứng dụng được cái điều này vào cuộc sống của mình ấy và mối quan hệ của mình ấy thì anh chị sẽ thấy là cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng rất là nhiều và mối quan hệ của mình ấy nó cũng hạnh phúc hơn, nó hòa hợp hơn rất là nhiều anh chị ạ. Yes. Có thể là anh chị sẽ lựa chọn một cái câu nói nào đó để mình nhắc nhở mình thôi, đơn giản như vậy thôi. Trong đây tác giả có ghi câu đó là con người ấy chỉ thật sự tồn tại trong khoảnh khắc mà chúng ta nhận thức rõ những cái điều quý giá mà mình đang sở hữu. Hay không anh chị? Vậy nên là mình luôn phải biết ơn và trân trọng những cái gì mình đang có, những cái mối quan hệ xung quanh của mình nha. Mình biết ơn chồng, biết ơn vợ, biết ơn con thì mình hạnh phúc. Mình biết ơn đối tác, khách hàng thì công việc kinh doanh của mình phát triển. Và khi mình có nền tảng về mối quan hệ rồi ấy, thì Hiền nói với anh chị rằng là tiền bạc ấy nó sẽ bắt đầu đến với chị rất là dễ dàng luôn, về như hơi thở luôn á. Trong kinh doanh ấy, ví dụ như trong kinh doanh đi thì những cái mối quan hệ cũng rất là quan trọng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu như mình không biết xây dựng mối quan hệ ấy, thì làm sao mình kinh doanh được ạ? Bởi vì khách hàng ấy họ chỉ mua hàng của người mà họ yêu thương và quý mến và tin tưởng thôi nha. Nên là những cái phương pháp này ấy, cực kỳ là quan trọng, mình cần phải thực hành và biến nó trở thành cái lối sống luôn, được không ạ? Yes, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha. Rồi, ok, vậy thì ngày hôm nay mình đi qua ngày thứ tư, đó chính là ngày sức khỏe nhiệm màu. Và đây là cái tài sản lớn nhất, chính là sức khỏe anh chị ạ. Ngày xưa mình cũng nghe mọi người nói sức khỏe là tài sản, nhưng mà lúc đó mình chưa có cảm nhận sâu sắc được cái câu này anh chị ạ. Và trước ấy, Hiền không để ý gì đến sức khỏe hết trơn á. Mình cứ làm bất chấp thời gian
rồi là mình muốn ăn gì thì mình ăn, uống gì thì uống, ngủ giờ nào thì ngủ, đôi khi là thức là khuya luôn. Và mình đã không biết ơn cái sức khỏe của mình thời gian khá là dài. Và bỗng đến một hôm thì sức khỏe của mình nó lên tiếng anh chị ạ. Mình không được khỏe và lúc đó chỉ muốn nằm và nói không ra hơi luôn anh chị ạ. Lúc đó là chỉ có một cái ước mơ duy nhất thôi. Theo anh chị, khi mình không có khỏe thì ước mơ của mình là gì ạ? Ước mơ là làm sao có lại được sức khỏe. Và lần đầu tiên hai mươi mấy năm cuộc đời mình mới thấu hiểu được cái bài học là sức khỏe nó quan trọng cỡ nào anh chị. Lúc đó thì mình không có tâm trạng gì mà làm việc nữa cơ. Và đến khi mà Hiền biết tới môi trường câu lạc bộ ấy, thì trời ơi sao mà các doanh nhân trong đây ấy, họ làm từ sáng đến khuya mà vẫn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng tỉnh táo. Và Hiền đã được câu lạc bộ chia sẻ cho mình một cái bộ công thức về sức khỏe, cái cách mà mình ăn đúng uống đủ, vận động hợp lý làm sao để mà mình có được một cái sức khỏe tốt và mình có được cái mức năng lượng đỉnh cao để mình làm việc hiệu quả hơn. Trời ơi là Hiền nói với anh chị chứ là như cá gặp nước luôn á. Hiền bắt đầu ứng dụng anh chị ạ. Và Hiền thấy rằng là wow, bộ công thức này ấy, kỳ là tuyệt vời luôn. Hồi trước là Hiền hay chưa khỏe vặt ấy. Nhưng mà từ khi mà Hiền sử dụng cái đúng cái bộ công thức dinh dưỡng là bắt đầu sức khỏe của mình ấy được cải thiện anh chị. Và Hiền đã có thể làm việc từ 4 giờ 30 sáng đến 11 giờ đêm. Rất là năng lượng luôn. Và Hiền có thể là Hiền nói thao thao bất tuyệt từ sáng đến đêm luôn anh chị ạ. Anh chị thấy rằng là Hiền hay là cũng như doanh nhân trong câu lạc bộ chúng ta đúng ạ. Nói chia sẻ trao giá trị từ sáng đến đêm luôn, từ 4 giờ 30 sáng đến 11 giờ đêm. Nhưng mà vẫn sao ạ? Vẫn nói từ ngày này qua ngày khác, không có ngày nào nghỉ hết trơn á. Nhưng mà vẫn nói là tốt đúng ạ? Rất là khỏe đúng không anh chị? Thì đó là mình cũng phải có đúng bộ, cũng có bộ công thức và mình phải ứng dụng. Mình phải ăn uống hợp lý, vận động hợp lý anh chị ạ. Cũng ăn đủ uống đủ vận động hợp lý và phải mình phải ứng dụng đúng cái bộ công thức về sức khỏe á, thì mình mới có một cái cơ thể, một cái cơ khỏe, sức khỏe tràn đầy năng lượng như thế này đúng không anh chị? Và anh chị biết là đặc thù công việc của mình là nói mà. Thù công việc của Hiền là nói cả ngày vậy đó, nói ròng rã như vậy đó. Mình nói suốt cả ngày, nhưng mà cái giọng của mình vẫn rất là tốt. Nhưng mà nếu chỉ ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý thì vẫn chưa đủ. Chưa đủ đâu anh chị ạ. Mà nó còn thêm một cái yếu tố nữa cực kỳ là quan trọng luôn. Ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý nó mới là cái vế thứ nhất thôi anh chị. Nhưng mà còn cái vế thứ hai để giúp cho mình có được một cái sức khỏe thật sự là hoàn hảo ấy. Vậy thì cái vế thứ hai nó đến từ cái tinh thần lạc quan, yêu thương và biết ơn. Ngày xưa ấy, chật vật với công việc nên là đâu có biết ơn đâu ạ. À. Đâu có yêu thương nổi đâu ạ. À. Và nó dẫn tới cái sức khỏe của mình nó không tốt. Và trong cái cuốn sách làm biết ơn này thì anh chị thấy là có một câu như này này. Có thể là bạn cũng biết có nhiều người sống rất là lành mạnh nhưng mà vẫn vẫn gặp vấn đề về sức khỏe. Đúng không anh chị? Đây là công thức đó anh chị. Anh chị ghi lại câu này đi ạ. Anh chị ghi lại để sau này còn có thể chăm sóc sức khỏe cho mình và cho cả gia đình của mình nhé anh chị. Anh chị làm sao thì làm để con cái anh chị từ nay cho tới khi mà trưởng thành ấy sẽ luôn được khỏe mạnh và năng lượng. Thật sự nhé, nếu như mà anh chị biết ứng dụng cái bộ công thức của sức khỏe của câu lạc bộ kèm theo cái việc là mình rèn luyện cái lòng biết ơn á, thì Hiền nói với anh chị là sức khỏe là vô địch luôn á. Khi con của anh chị xuất hiện ở ngoài ấy, sẽ là một cái đứa trẻ khác biệt. Tại vì sao ạ? Rất là khỏe khoắn và năng lượng đỉnh cao và không có cái chuyện là không khỏe vặt đâu ạ. Nếu như mà anh chị làm đúng công thức mà Hiền Hiền chỉ ấy, ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý theo bộ công thức của câu lạc bộ chia sẻ cho anh chị, kèm theo là rèn luyện cái lòng biết ơn của mình để cái tinh thần của mình luôn làm sao ạ? Cái tinh thần của mình luôn vui vẻ, hạnh phúc và lạc quan, yêu đời và biết ơn. Nên ở đây ấy, cái khía cạnh đầu tiên là ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý anh chị nhé. Thì anh chị nào ở đây mình chưa có bộ công thức để giúp cho mình có được cái sức khỏe tốt ấy, thì anh chị có thể hỏi những người trưởng nhóm của mình nhé. Thì trưởng nhóm của anh chị sẽ chia sẻ cho anh chị cái bộ công thức chăm sóc sức khỏe của câu lạc bộ. Còn anh chị nào mà đang trong nhóm học tập của Hiền ấy hoặc là chưa có nhóm học tập ấy thì có thể nhắn tin cho Hiền. Hiền sẽ hướng dẫn cho anh chị nhé. Ok chị ạ. Và cái thứ hai này, cái vế thứ hai là mình cần phải rèn luyện cái lòng biết ơn đối với cái sức khỏe của mình. Tại sao lại vậy ạ? Khi mà anh chị cảm thấy biết ơn cái sức khỏe của mình ấy, không chỉ là duy trì được sức khỏe hiện tại
mà còn khởi động cho phép màu, giúp cho mình có được thêm nhiều sức khỏe chuyển biến thì cũng rất là tuyệt vời luôn anh chị ạ. Yes. Có thể là ở đây tác giả có chia sẻ rằng là người nào đã có sẵn lòng biết ơn đối với sức khỏe sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn đối với sức khỏe thì những gì anh ta hoặc cô ta sẽ bị tước đi. Hay chưa anh chị? Hồi đó Hiền đã nhận ra là dù mình có sống lành mạnh, ở đây tác giả cũng có chia sẻ này, có thể là bạn cũng biết nhiều người sống rất là lành mạnh nhưng mà vẫn gặp vấn đề về sức khỏe. Việc cho đi lòng biết ơn đối với sức khỏe mình đang nhận được là rất quan trọng. Khi cảm thấy biết ơn sức khỏe thì bạn không chỉ duy trì được sức khỏe hiện tại mà còn khởi động cho phép màu, giúp cho bạn có thể thêm nhiều sức khỏe hơn nữa. Bạn cũng sẽ bắt đầu nhìn thấy sức khỏe của mình chuyển biến tức thì. Những bệnh nhỏ như là các chỗ đau, vết sưng, sẹo hay vết mớt sẽ dần biến mất một thường kỳ, và bạn sẽ nhận thấy năng lượng, sự sống và hạnh phúc của gia đình của mình gia tăng đáng kể. Hay chưa anh chị? Cái hồi hồi xưa ấy, Hiền đã nhận ra là dù mình có sống lành mạnh nhưng mà mình chưa có lòng biết ơn đối với sức khỏe của mình, mà mình toàn đổ lỗi không à. Cảm ơn thì không thấy nhưng mà toàn đổ lỗi không à. Vậy là Hiền đã thực hành lòng biết ơn anh chị ạ. Thực hành lòng biết ơn đối với sức khỏe của mình và với mọi điều xung quanh luôn. Mình nuôi dưỡng cái tình yêu thương và lòng biết ơn của mình. Lúc đó nhá, ngày nào mình mở mắt ra ấy, là mình cũng không hài lòng hết trơn ấy, thì làm sao mà tích cực nổi, thì làm sao mà sức khỏe của mình khỏe nổi anh chị. Và Hiền đã chuyển hóa sang lòng biết ơn cả mọi thứ mình đang có. Biết ơn sức khỏe của mình thì một điều cực kỳ là vi diệu luôn anh chị. Đó là Hiền đã chuyển biến được cái sức khỏe của mình từ chưa khỏe trở nên cực kỳ là khỏe mạnh và năng lượng cả ngày, vui vẻ, hạnh phúc, biết ơn. Anh chị biết là công việc của Hiền là nói. Một ngày anh chị thấy là Hiền lên Zoom nói với anh chị quá trời, mà năng lượng đỉnh cao từ sáng đến tối, và cái giọng nói vẫn rất là tốt luôn đúng không ạ? Chứ Hiền nói thật là khỏe mà không tốt ấy, là một ngày chỉ cần anh chị lên livestream 1 tiếng thôi là hết hơi rồi. Chứ nói gì là từ 4:30 sáng tới 11 giờ đêm. Nhưng chị thấy là các doanh nhân trong câu lạc bộ ấy, không ngày nào, ngày nào cũng như ngày nào từ 4:30 sáng đến 11 giờ đêm. Nói ra rả mà giọng vẫn rất là tốt luôn, năng lượng đỉnh cao luôn. Hiền nói với anh chị rằng là trong cái hành trình cuộc đời này mà nếu như mình không có sức khỏe ấy, thì làm ăn được gì không ạ? Và Hiền tiết lộ cho anh chị rằng là có thể nhiều anh chị ở đây mình chưa thấy tầm quan trọng của sức khỏe. Mình nói là mình chỉ cần tiền thôi, mình lao đi kiếm tiền, nhưng nếu như mình không có sức khỏe thì mình không có cái nguồn năng lượng đỉnh cao ý, thì mình cũng không kiếm được nhiều tiền được. Có một câu nói như này, người nào có năng lượng cao hơn thì người đó sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Bây giờ mình đi trên hành trình mà mình đi có chút xíu thôi mà mình không có sức khỏe, sức khỏe của mình không đáp ứng nổi, thì làm sao mình có thể kiếm được nhiều tiền bằng cái người mà họ có năng lượng cao từ sáng đến tối được. Sức khỏe nó không có thể lực ấy. Sức khỏe của mình không tốt, không có thể lực ấy, không có làm sao thì làm sao mình chạy được đường dài anh chị. Trong trò chơi kiếm tiền cũng vậy đó, mình làm chút xíu ấy, mình đã nói là buồn ngủ, mình không tỉnh táo nổi, sức khỏe không đáp ứng được thì làm sao mình tham gia vào cuộc chơi rồi, mình tham gia được vào cái trò chơi kiếm tiền để giành chiến thắng ạ. Bí quyết để anh chị có được cuộc sống trọn vẹn, một cái gia đình hạnh phúc cũng như là anh chị có thể kiếm được nhiều tiền á, thì yếu tố sức khỏe là cái nền tảng cực kỳ là quan trọng. Quan trọng lắm anh chị ạ. Anh chị có biết là cái giường nào là cái giường mắc nhất không ạ? Cái giường nào là cái giường nhiều tiền nhất không ạ? Mắc nhất không ạ? Nhất chính xác, đó chính là giường bệnh thôi anh ạ. Và trên đời này chỉ có 2 cuốn sổ thôi anh chị. Các chị biết cuốn sổ nào không ạ? Đừng để mình có cái cuốn sổ khám bệnh anh chị nhé. Nó sẽ mắc lắm anh ạ. Mắc tiền lắm anh chị ạ. Vậy thì bí quyết ở đây là chúng ta sẽ biết ơn cái sức khỏe của mình mỗi ngày. Chúng ta sẽ biết ơn cái sức khỏe của mình mỗi ngày anh chị nhé.
Ở đây tác giả có chia sẻ là khi bạn học được cách thực thi lòng biết ơn đối với sức khỏe của mình mỗi ngày, bạn có thể cải thiện thị lực, thính lực và tất cả các giác quan khác của mình cùng với mọi chức năng khác trong cơ thể. Và tất cả sẽ xảy ra như phép màu. Lòng biết ơn là liều vaccine, là thuốc giải độc và là thuốc sát trùng. Hay quá trời hay luôn ha. Và ở đây tác giả cũng có chia sẻ rằng là khi bạn cảm thấy biết ơn sức khỏe bao nhiêu ấy, thì sức khỏe của bạn sẽ cải thiện bấy nhiêu. Và bạn càng vô ơn bao nhiêu ấy, thì sức khỏe của bạn sẽ cũng suy giảm bấy nhiêu. Suy giảm sức khỏe đồng nghĩa với việc những khía cạnh như năng lượng, sức sống, hệ miễn dịch, sự tỉnh táo, đầu óc và mọi chức năng khác của cơ thể và trí tuệ bị suy yếu. Bây giờ ấy, mình kiểm tra xem là hiện tại mình đang biết ơn sức khỏe của mình bao nhiêu anh chị. Anh chị hãy nhìn cái sức khỏe của mình hiện tại đi ạ. Thông qua cái hiện trạng sức khỏe của bạn thì bạn sẽ biết được là mức độ biết ơn hiện tại của mình là như thế nào. Vậy sức khỏe hiện tại của anh chị là như thế nào ạ? Mình có cảm thấy là mình tràn đầy năng lượng mỗi ngày không? Hay là cơ thể của mình lúc nào cũng uể oải buồn ngủ ạ? Nên nói với anh chị rằng là công việc kinh doanh của Hiền ấy là Hiền nói hơi nhiều. Nếu mà Hiền không biết cách chăm sóc sức khỏe của mình theo đúng bộ công thức của câu lạc bộ chia sẻ ấy, thì Hiền nói với các anh chị rằng là chỉ cần nói tầm 3-4 ngày thôi là cái giọng của mình đã nói không nổi nữa rồi anh chị ạ. À. Vậy nên là phải có bí kíp đó anh chị. Bí kíp hết đó. Để mình có sức khỏe một năng lượng đỉnh cao như này ý, thì phải có hai vế. Đầu tiên là ăn đúng uống đủ vận động hợp lý là cái vế đầu tiên. Cộng với lòng biết ơn của mình thì đây là cái vế thứ hai. Phải đủ hai vế này thì mình sẽ có được cái sức khỏe cực kỳ là tốt luôn. Nên là cái vế đầu tiên hôm nay ở đây Hiền không có thời gian để chia sẻ cho anh chị cái cách đúng uống đủ, cái cách vận động làm sao để anh chị có năng lượng đỉnh cao. Cái vế phần này câu lạc bộ sẽ tặng cho anh chị cái bộ công thức để giúp cho anh chị biết cách ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý. Thì anh chị hãy liên hệ với trưởng nhóm của mình để anh chị được hướng dẫn. Hôm nay thì sẽ có những cái buổi Zoom chia sẻ về sức khỏe riêng cho anh chị từ những cái chuyên gia về dinh dưỡng hàng đầu thế giới luôn cho anh chị nhé. Cái này thì câu lạc bộ sẽ tặng cho anh chị cái bộ công thức này luôn. Thì anh chị ngày hôm nay thì Hiền sẽ không chia sẻ cho anh chị ở đây được bởi vì không có đủ thời gian á. Cái này mình phải học rất là nhiều. Thì anh chị có thể là nhắn tin cho trưởng nhóm của mình để mình có thể được hướng dẫn nhé. Anh chị nào chưa có nhóm học tập hoặc là đang trong nhóm học tập của Hiền ấy thì có thể nhắn tin cho Hiền để hướng dẫn cho anh chị. Giúp cho anh chị có thể lên một cái thực đơn ăn uống để có năng lượng tốt và sau đó thì anh chị có thể tham gia vào cái nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ để các anh chị đầu chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện để mình có một cái sức khỏe tốt. Được chưa ạ? Mình xây dựng cho mình những cái tư duy và kỹ năng cũng như là cái công thức để giúp cho anh chị gia tăng cái tài chính, ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn. Thì trong rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ ấy, chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện mỗi ngày nha. Vậy thì nếu như anh chị nào ở đây sức khỏe của mình chưa được tốt ấy, thì các anh chị biết rồi. Anh chị biết rồi đó ạ. Là mình chưa có đủ cái lòng biết ơn với sức khỏe của mình đó anh chị. Chẳng hạn như là có một cái bộ phận nào trên cơ thể của anh chị chưa được tốt, chưa được khỏe thì nó đang báo hiệu cho anh chị là gì ạ? Đó là tôi đang cần được tình yêu thương và lòng biết ơn đó. Nó lên tiếng đó. Và Hiền nói với anh chị là yêu thương ấy là mình phải yêu thương đúng cách. Chứ không phải là mình bảo là mình yêu mà mình ăn đủ thứ vô tội vạ mà bảo là yêu nhá. Không phải đâu ạ. À. Tình yêu tức là anh chị phải biết được là đối phương ấy họ cần gì, họ muốn cái gì mà mình cho họ đúng cái thứ họ cần chứ không phải là mình cho họ cái điều mà mình thích. Vậy thì trong sức khỏe cũng vậy. Cơ quan bộ phận nội tạng bên trong cơ thể của mình ấy, mình cũng cần phải yêu thương đúng đúng cách, không phải là cho cơ thể ăn những cái thứ mà anh chị thích. Không có phải đâu nha. Có bao giờ anh chị đi tìm hiểu xem là những cái cơ quan nội tạng bên trong cơ thể của mình ấy nó cần cái gì không ạ? Anh chị comment giúp Hiền ạ. Anh chị có biết không ạ? Chẳng hạn như tim của mình cần ăn cái gì để nó sống ạ? Khi anh chị cũng đúng và đủ những cái chất dinh dưỡng mà các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể của mình ấy nó cần ấy thì nó cực kỳ là khỏe mạnh và nó sẽ phụng sự cho anh chị.
Còn bây giờ mình không có cung cấp dinh dưỡng gì hết trơn ấy. Và mình toàn đòi hỏi cơ thể phụng sự cho mình thôi. Không nuôi dưỡng, không chăm sóc gì hết. Mà chỉ biết đòi đòi xài thôi. Giống như một chiếc xe ấy, cứ chạy hoài. Xe mà anh chị đổ nước vô ấy, có chạy được không ạ? Không. Vậy nên anh chị nào ấy, mình chăm sóc sức khỏe của mình ấy, mà đang không có đúng ấy, thì anh chị thấy rằng sức khỏe của mình không tốt là như vậy đó ạ. Nên là mình cũng phải biết cách yêu thương cơ thể của mình đúng cách nha anh chị nha. Và mình sẽ bắt đầu thực hiện cái lòng biết ơn đối với sức khỏe của mình. Ví dụ Hiền ngày ví dụ Hiền hay nghe một số anh chị hay nói như này này. Cô lớn tuổi rồi nên thành ra là cô nghe không có được tốt, cô nhìn không có được rõ. Hiền nói với anh chị rằng là bất kỳ những cái điều gì mà anh chị ra quyết định thì cơ thể của mình nó đều nghe theo hết đó anh chị ạ. Bất kỳ điều gì mà anh chị nói với cơ thể của mình thì cơ thể của mình đều nghe theo hết. Nếu như mình bảo là mình lớn tuổi rồi nên là mắt mắt của mình ý nhìn không có rõ, lý do tuyệt vời. Tuyệt vời không anh chị? Tuyệt vời luôn. Và nếu anh chị đưa ra cái lý do đó nó đúng quá thì nó trở thành cái niềm tin. Và khi mà trở thành niềm tin rồi thì bắt đầu cơ thể của anh chị sẽ tiết ra những cái hormone để làm cho cái đôi mắt của anh chị mờ đi ngay lập luôn. Anh chị bảo rằng là cái chỗ này của tôi không có khỏe này thì ok, tiềm thức của anh chị bảo rằng là ok, chủ nhân tôi sẽ ngay lập tiết ra những cái hormone để giúp cho cái bộ phận đó của chủ nhân không có khỏe. Chủ nhân luôn luôn đúng, anh chị luôn luôn đúng mà. Anh chị ra quyết định gì ấy, là anh chị đều đạt được hết trơn à. Một cái niềm tin ấy nó không có đúng, không có sai, nhưng mà quan trọng là cái niềm tin đó nó tạo ra cái kết quả gì ha. Nên anh chị ở nào ở đây ấy, hay có cái thói quen là mình hay than về sức khỏe ấy, hay kể lể cho người này người kia nghe về cái sức khỏe không tốt của mình ấy, thì bây giờ mình thay đổi thói quen lại đi nha. Bộ phận chỗ nào cảm thấy là chưa khỏe ấy, thì anh chị biết là phải làm cho nó khỏe lại bằng cách là mình chăm sóc, mình yêu thương nó đúng cách. Kèm theo đó là mình cho đi cái lòng biết ơn. Và anh chị phải dùng cái luật hấp dẫn hướng tới cái sức khỏe khỏe mạnh, biết ơn. Bởi vì là mình đang có một cái cơ quan nội tạng rất là khỏe mạnh. Khi mà anh chị biết ơn thì mình sẽ cải thiện nó. Vậy thì ở đây tác giả có chia sẻ là bắt đầu mình sẽ biết ơn tất cả các bộ phận trên cơ thể của mình nhé. Và anh chị cảm nhận lòng biết ơn của mình càng nhiều càng tốt với cái cơ thể này. Được chưa anh chị? Mình hãy tập thực hành lòng biết ơn về cái cơ thể của mình anh chị nhé. Hãy nhớ rằng là khi bạn nghĩ về lý do mình cảm thấy biết ơn thì cảm xúc biết ơn sẽ sâu sắc hơn. Và tăng cảm nhận sâu sắc thì kết quả đối với cơ thể càng nhanh chóng và tuyệt vời. Hãy nghĩ về đôi chân của mình. Hãy biết ơn cái đôi chân của mình. Hãy nghĩ về đôi chân của mình, chúng là phương tiện để giúp bạn di chuyển trong cuộc sống. Nghĩ về tất cả những điều bạn cần dùng đến đôi chân, chẳng hạn như giữ thăng bằng, đứng lên, ngồi xuống, thể dục, nhảy nhót, đi cầu thang, lái xe và hơn hết là khả năng đi lại. Đôi chân giúp bạn đi lại trong nhà, đi đến phòng tắm, xuống nhà bếp để uống nước và đi ra xe. Đôi chân giúp bạn dạo quanh những cửa hàng, rảo bước xuống phố, đi đến sân bay hay đi trên bãi biển. Khả năng đi lại giúp chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống. Hãy nói lời cảm ơn đôi chân của mình và thật sự cảm nhận điều ấy. Anh chị biết ơn đôi chân của mình đi ạ. Tại sao anh chị phải biết ơn đôi chân? Anh chị biết là có nhiều người ấy, họ không có chân đâu anh chị. Không phải là điều hiển nhiên đâu nha. Mình có đôi chân ấy không phải là điều hiển nhiên. Nên thành ra là mình cần phải biết ơn cái đôi chân của mình đã giúp cho mình di chuyển trong cái cuộc sống này anh chị ạ. Khi mà chân của anh chị không được khỏe ấy, là nó đang báo hiệu cho anh chị rằng là nó đang cần tình yêu thương và lòng biết ơn, phải yêu đúng cách. Nên là anh chị nào ở đây đôi chân của mình chưa được khỏe ấy, thì hãy học cách biết ơn đôi chân của mình đi. Thì tự nhiên là dần dần đôi chân của mình được cải thiện. Nó hay lắm anh chị ạ. Tuyệt vời lắm. Ở đây tác giả cũng có chia sẻ là
anh chị mà chưa khỏe ấy thì anh chị ứng dụng lòng biết ơn ấy, anh chị sẽ khỏe lại. Còn anh chị nào mình đang có sức khỏe rồi ấy, và khi mình ứng dụng lòng biết ơn thì mình sẽ có thêm nhiều sức khỏe hơn anh chị ạ. Tiếp theo là về đôi tay. Tiếp theo là về đôi tay. Anh chị biết là, anh chị có biết không ạ? À? Có nhiều người ấy, họ không có tay đâu. Nên là khi mình còn đôi tay ấy, thì cần cần phải ghi nhận và biết ơn cái đôi tay này. Biết ơn cái đôi tay của mình ấy. Nó cũng cần tình yêu thương. Nó cũng cần được ghi nhận. Và mỗi ngày nó giúp cho mình làm quá trời thứ luôn. Mà nó không có, mà không có nó ấy, thì mình sẽ không biết làm gì luôn á. Các tế bào trong cơ thể của anh chị nó cảm nhận được hết đó anh chị nha. Cơ thể của mình là một dạng năng lượng nha anh chị. Nên thành ra là nó phụng sự cho mình mấy chục năm nay ấy, thì có bao giờ anh chị cảm ơn đôi tay của mình không ạ? À? Ngày xưa không biết thì thôi. Còn bây giờ chúng ta hãy học ghi nhận và biết ơn. Tại vì khi mà anh chị biết ơn nó ấy, và anh chị hạnh phúc ấy, nó vui là năng lượng cao lắm. Và năng lượng cao thì có thể giúp cho anh chị làm được mọi điều mà anh chị muốn. Còn khi mà tối ngày ấy, anh chị cứ đòi hỏi không à, xong rồi cứ me me mỗi khi mà cơ thể mình làm cái gì đó không tốt ấy, là anh chị xăm soi, anh chị trách móc phàn nàn, cơ thể của mình có vui không ạ? À? Không có vui đâu. Mà khi nó không vui ấy, thì sao ạ? À? Trời ơi, thì nó đình công luôn. Nó không vui ấy, là nó không khỏe, mà nó không khỏe là nó không làm luôn anh chị ạ. À. Bao nhiêu trong số anh chị từng trách bản thân mình sau đó là mình cảm thấy là mình không có miếng năng lượng nào luôn ạ. À? Và mình không làm được cái gì luôn á. Thì anh chị comment tô giúp Hiền ạ. À? Anh chị đã từng trải qua như vậy chưa ạ? À? Ví dụ nhé, có cái việc gì đó mình làm chưa được xong ấy. Mình trách bản thân. Xong rồi là mình không vui. Và nó không vui là nó đình công luôn đó. Và nếu như ngay bây giờ, ngay lúc này mà anh chị đang ngồi ở đây, anh chị phải biết ơn rằng là cơ thể này đang rất là kiên nhẫn với mình đó ạ. Nó đang rất là kiên nhẫn với mình đó. Còn một khi mà nó đã không chịu nổi nữa rồi ý, là nó đi luôn. Thì nếu không có cơ thể này thì anh chị có làm ăn được gì nữa không ạ? Không có cơ thể này ý, thì linh hồn anh chị bay vòng vòng. Nên là cơ thể này là một người bạn đối với tối là một người bạn, là một người đối tác với mình, là ân nhân của mình, là quý nhân của mình và đang đồng hành cùng mình trên cái cuộc sống này để giúp cho anh chị xây dựng ước mơ, tạo ra giá trị một cái một tạo ra một cái giá trị gì đó cho cuộc đời này. Nên là mỗi ngày Hiền đều ôm cơ thể của mình và biết ơn cơ thể của mình. Linh hồn và thể xác là hai người đối tác phải có sự hòa hợp anh chị ạ. Linh hồn và thể xác mà không hòa hợp ấy là mình kêu nó làm ấy, mà cơ thể mình nó cứ uể oải thì làm sao mà làm được anh chị, chẳng hạn như vậy, nó không có hợp nhất á. Là mình phải có sự hòa hợp với chính mình phải biết cách đối nhân xử thế với chính mình trước, mình phải biết tôn trọng người đối tác là cơ thể này của mình trước, mình phải yêu thương biết ơn được cái cơ thể này trước anh chị ạ. Nếu như mình học các cách xây dựng mối quan hệ tốt với lại mọi người ấy, thì cái người mà mình cần phải biết ơn đó chính là cơ thể này của anh chị. Mình phải lựa chọn cái ngôn từ nói chuyện với cơ thể của mình một cách tôn trọng nhất thì mình mới có thể xây dựng được cái mối quan hệ hòa hợp với chính cơ thể của mình. Khi mà linh hồn và thể xác hòa hợp với nhau ấy, thì Hiền nói với anh chị rằng là đèo núi và lấp biển quyết chí làm nên, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Y chang như vậy đó anh chị. Linh hồn và thể xác mà hòa hợp lại là anh chị làm được mọi điều anh chị mong muốn luôn. Anh chị sử dụng được tiềm thức ở bên trong của mình ý, để thực hiện mọi điều mà mình muốn ha. Nên là từ đây về sau mình cần phải biết ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý, chăm sóc cơ thể của mình, kèm theo đó là phải biết ơn với cơ thể của mình, từng cơ quan bộ phận luôn nha anh chị nha. Hãy nghĩ đến hàng tỷ tế bào của mình anh chị ạ. Hãy nghĩ đến hàng tỷ tế bào của mình đi anh chị. Hãy nghĩ đến hàng tỷ tế bào của mình đang làm việc không ngừng nghỉ 24/7 để duy trì sức khỏe.
cơ thể và sự sống của bạn. Hãy nói cảm ơn những tế bào, nghĩ về những cơ quan quan trọng đã ngày đêm liên tục thanh lọc, làm sạch, tái tạo mọi thứ trong cơ thể bạn. Và hãy nghĩ về sự thật rằng chúng luôn tự động làm tất cả những việc ấy mà bạn không hề phải bận tâm nghĩ đến. Hãy nói cảm ơn những cơ quan vì đã hoạt động thật hoàn hảo. Tuyệt vời không anh chị? Trong cơ thể của mình ý, có biết bao nhiêu là tế bào đang yêu thương phụng sự. Nó đang phụng sự cho mình quá trời mà. Mà cái nó nhận lại được là cái gì hả anh chị? Nên là từ nay về sau ấy, thêm một cái thói quen nữa mà chúng ta cần phải rèn luyện mỗi ngày. Khi mà anh chị biết lòng biết ơn ấy, thì phải có một điều, mình biết ơn chính cơ thể này của mình. Anh chị có thể lấy một cái tờ giấy viết một cái dòng chữ, đó là món quà sức khỏe đang giúp tôi tồn tại, để nhắc nhở chính mình là mỗi ngày mình cần rèn luyện cái lòng biết ơn đối với sức khỏe của mình. Hãy ôm lấy cơ thể của mình nha. Bao nhiêu lâu rồi mình không ôm lấy người bạn, người đối tác tuyệt vời này của mình rồi anh chị. Nó phụng sự cho mình mấy chục năm nay, nhưng mà mình không có ghi nhận, mà mình toàn tối ngày cứ trách móc đổ lỗi các thứ thôi. Hãy luôn ghi nhận và biết ơn với cơ thể này của mình được không anh chị ơi? Khi cơ thể làm được ấy, khi cơ thể làm được gì đó tuyệt vời là phải khen nha. Khen liền. Ôi dồi, bạn tuyệt vời quá, bạn giỏi quá, ôm lấy cơ thể của mình khen liền. Nên thành ra là mình cần phải ghi nhận thành công của mình mỗi ngày là như vậy đó anh chị, để mình khen ngợi bản thân mình đó anh chị. Anh nói với cơ thể của mình rằng thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. Tuyệt vời. Cơ thể của mình rất là tuyệt vời anh chị ạ. Bây giờ anh chị hãy ôm lấy cơ thể của mình nhé. Anh chị hãy ôm lấy cái cơ thể của mình đi ạ. Ôm lấy cơ thể của mình và nói với cơ thể của mình rằng là thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Tuyệt vời, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha. Vời quá. Anh chị hãy làm cái thói quen này mỗi ngày nhé. Hãy rèn luyện cho mình cái thói quen này mỗi ngày. Hàng ngày ấy, hãy ôm lấy cơ thể của mình và nói lời biết ơn với cơ thể của mình. Trong nhóm để luyện thân tâm trí ấy, thì có hướng dẫn cho anh chị cái phương pháp thực hành Honopono đấy chị. Đó là chúng ta hãy ôm lấy cơ thể của mình và chúng ta nói là tôi xin lỗi bạn, tôi cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Đó, đúng không ạ? Chúng ta hãy nói với cơ thể của mình ba cái câu này mỗi ngày luôn anh chị. Và hãy ghi nhận cái thành công của mình mỗi ngày để mình cảm ơn, biết ơn với cơ thể của mình mỗi ngày anh chị nhé. Được chị ạ? Rất là tuyệt vời luôn anh chị. Anh chị hãy làm cái điều này với cơ thể của mình mỗi ngày, thì anh chị sẽ cảm nhận rằng là cái cơ thể của mình ấy nó sẽ khỏe mạnh và nó tràn đầy năng lượng mỗi ngày cho anh chị. Và khi mà cơ thể của mình khỏe mạnh ấy thì mình sẽ làm được mọi điều mà mình mong muốn luôn anh chị ạ. Cực kỳ là tuyệt vời luôn anh chị nhé. Và ngày hôm nay ấy thì anh chị hãy thực hành lòng biết ơn với lại sức khỏe của mình anh chị nhé. Ở đây tác giả có chia sẻ này, món quà sức khỏe đang giúp tôi tồn tại. Hãy mang theo, anh chị hãy viết lên một cái tờ giấy hoặc một cái tấm thẻ nào đó với dòng chữ đó là món quà sức khỏe đang giúp tôi tồn tại. Và hãy mang theo tấm thẻ hoặc thẻ này ngày hôm nay và để nó ở nơi bạn thường xuyên nhìn thấy. Nếu bạn có bàn làm việc, hãy đặt nó ở trước mắt mình. Nếu bạn là tài xế, hãy để nó ở một vị trí dễ thấy trong xe. Nếu bạn thường xuyên ở nhà, có thể để nó ở nơi rửa tay hoặc ở gần điện thoại. Hay chọn một nơi thích hợp để thường xuyên nhìn thấy dòng chữ ấy. Hôm nay, khi nhìn thấy dòng chữ này ít nhất là 4 lần, hãy đọc chúng chậm từng chữ một, từng từ một và cảm nhận lòng biết ơn về món quà sức khỏe càng nhiều càng tốt. Biết ơn sức khỏe là điều quan trọng để duy trì sức khỏe. Ngoài ra, nó cũng đảm bảo sức khỏe của bạn ngày càng tốt hơn, giúp gia tăng năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Nếu lòng biết ơn được kết hợp với những phương pháp y khoa thông thường khác, chúng ta có thể thấy được sự chuyển biến mạnh mẽ của sức khỏe, cũng như là tốc độ phục hồi kỳ diệu đến chưa từng thấy.
Rất là tuyệt vời anh chị ạ. Mình hãy ứng dụng đi. Cái này thì có rất là nhiều anh chị trong câu lạc bộ đã ứng dụng cái này rồi. Thậm chí là có nhiều anh chị ấy sức khỏe là đang trong một cái tình trạng là không có được ok đâu anh chị. Và chỉ ứng dụng biết đến tới môi trường câu lạc bộ và ứng dụng cái phương pháp thực hành lòng biết ơn với sức khỏe này thì chỉ một thời gian ngắn thôi anh chị ạ, là sức khỏe của những anh chị đó là cải thiện một cách đáng kể luôn và phục hồi rất là tốt luôn. Và thậm chí là cũng có nhiều anh chị còn ứng dụng cái phương pháp này để cải thiện cho sức khỏe cho người thân nữa anh chị ạ. Cực kỳ là tuyệt vời và vi diệu luôn. Sai, nếu như mà Hiền chỉ nói thôi thì anh chị nghe nó có khi là nó cũng còn hơi làm cảm giác là hơi có cái gì đó là nó vi diệu đúng không ạ? Nhưng mà anh chị thực hành đi, anh chị ứng dụng và anh chị tự cảm nhận đi thì lúc đó thì anh chị mới có thể là tự cảm nhận được, thì lúc đó anh chị mới thật sự là có một niềm tin quyết. Còn nếu như chỉ nghe này thôi thì có thể nhiều anh chị sẽ cảm thấy là nghe thì thấy hay thôi nhưng anh chị còn cảm thấy là chưa tin đâu. Nhưng anh chị hãy ứng dụng đi thì anh chị sẽ thấy nó vi diệu, cực kỳ là vi diệu. Lúc đó thì anh chị sẽ có một cái niềm tin nó lớn hơn, nó xác quyết hơn. Cái này mình có thể ứng dụng cho bản thân mình hoặc là mình có thể ứng dụng cho người thân. Rất là tuyệt vời, có rất là nhiều anh chị ứng dụng cho bố, cho mẹ của mình, ông bà của mình và con cái của mình nữa. Nhiều lắm. Trong câu lạc bộ có rất nhiều anh chị ứng dụng về sức khỏe thành công luôn anh chị ạ. Đã rồi, ok. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực thi phương pháp nhiễm màu số 4 anh chị nhé. Đầu tiên là anh chị hãy lấy sổ với bút của mình ra, chúng ta cùng nhau thực hành. Đầu tiên là lặp lặp lại từ bước 1 đến bước 3 của phương pháp nhuộm màu số 1. Cảm thấy mình thật là hạnh phúc, viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc, viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách với mỗi điều hạnh phúc ấy, hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. Hai, đó là viết dòng chữ sau lên một mẩu giấy hoặc một tấm thẻ. Đó là món quà sức khỏe đang giúp tôi tồn tại. Và đặt tờ giấy với dòng chữ đó nơi bạn thường xuyên nhìn thấy trong hôm nay. Ít nhất là 4 lần, hãy đọc những chữ này thật chậm và cảm nhận lòng biết ơn đối với món quà sức khỏe càng nhiều càng tốt. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Ok, vậy thì bây giờ Hiền sẽ cùng với anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau ghi ít nhất là 10 điều mà anh chị cảm thấy là biết ơn và chúng ta sẽ đọc mỗi điều đó và hãy nói từ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh chị nhé. Rồi, ok, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng cái phương pháp nhiệm màu số 4 này anh chị nhé. Nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Rồi, ok, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hiền xin gửi lời cảm ơn đến anh chị đã đồng hành cùng với Hiền trong ngày hôm nay. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. I love you, thank you. Bye bye.